Thứ ban quý đã qua người. Bên trong có Anderson Sương. Bất ngờ thực sự đã xảy ra tại sân Hà Tĩnh. Cú đúp của Anderson đã mang về chiến thắng cho Thằng Hồ Linh. Ở những giây bù giờ cuối cùng, có thể nói đó là pha bóng cuối cùng. Anderson, người ta lại phải nhắc đến Anderson. Nếu như người đồng hương Croatia bỏ lỡ hai quả phạt đền, thì Anderson trong tình huống dứt điểm của mình đã mang về hai bàn thắng cho Thằng Hồ Linh. Một bình luận viên đã nói như vậy khi chứng kiến Edison và người đồng hương Claudisher của Anh biến một trận đấu tại V-League trở thành sân khấu riêng của họ. Và đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên những người Brazil làm được điều này tại giải đất hình chữ S. Từ lâu, Brazil vẫn luôn là một trong những quốc gia có truyền thống và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Các cầu thủ tới từ quốc gia này đã xuất hiện và tỏa sáng ở những giải đấu lớn nhỏ khắp năm châu. Và V-League cũng không ngoại lệ. Trong suốt quãng thời gian hình thành và phát triển giải đấu này, những người Brazil đã và đang để lại những dấu ấn đậm nét. Trên thực tế, mối lương duyên giữa hai nền bóng đá đã bắt đầu từ năm 1994 khi mà ông Tavares trở thành huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, mãi tới năm 2001 khi mà giải đấu vô địch quốc gia bắt đầu mở cửa và cho phép các câu lạc bộ sử dụng cầu thủ ngoại binh, những vũ công Samba mới bắt đầu góp mặt và tầm ảnh hưởng của họ cũng ngày một rõ rệt hơn. Một trong những người Brazil đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam là thủ thành Fabio Santos. Khi anh gia nhập Đồng Tâm Long An vào tháng 12 năm 2001, người gác đền sinh năm 1977 có thể hình cao lớn, phản xạ nhạy bén và đặc biệt nổi tiếng với khả năng sút phạt của mình. 9 năm gắn bó cùng nhau, Santos và Long An đã giành được 2 chức vô địch V-League và 1 siêu cúp quốc gia. Thậm chí, thủ môn này còn ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Sau thành công của Santos, hàng loạt cầu thủ Brazil bắt đầu để mắt tới Việt Nam và coi đây như một miền đất hứa. Những năm 2003 đến năm 2007 có thể coi là giai đoạn phát triển bậc nhất của làn sóng những vũ công Samba đổ bộ tới V-League. Antonio Carlos, Almeida, Kesley Alves có thể coi là những cá nhân tiêu biểu cho những người đặt chân tới Việt Nam trong thời kỳ này. Leandro chính là người đá quả phạt này. Cú đá từ rất xa vào. Đó thật sự là một tuyệt tác của nghệ sĩ sân cỏ Leandro. Kể từ năm 2008, song hành với sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội, những cầu thủ Brazil tới V-League vào thời điểm này bắt đầu được coi là những ngôi sao thực sự. Những cái tên như Cristiano Ronaldo hay Leandro xuất hiện và viết nên những giai thoại bất tử của mình tại giải đất hình chữ S. Leandro không chỉ là thủ lĩnh tại đất cảng, anh còn là linh hồn trong lối chơi của đội bóng này. Ngôi sao mang áo số 18 chinh phục trái tim người Hải Phòng bằng thứ bóng đá mà họ chưa từng được chứng kiến trước đây. Tròn 10 năm kể từ ngày nhà vua đã rời khỏi Lạch Tray, những ký ức đẹp đẽ về anh vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tim người hâm mộ. Cách đó hơn 100 km, Cristiano Ronaldo cũng trở thành một tượng đài tại thủ đô. Trung vệ 32 tuổi thực sự là công thần lập quốc trong chu kỳ thành công của câu lạc bộ Hà Nội T&T, tiền thân của Hà Nội FC hùng mạnh ngày nay. Bên cạnh đó, quãng thời gian này cũng là lúc mà mối quan hệ giữa Việt Nam và Brazil thậm chí thu hút cả sự chú ý của dư luận quốc tế. Ngày 1 tháng 8 năm 2008, đội tuyển Olympic Brazil với sự góp mặt của Ronaldinho, Pato, Thiago Silva, Marcelo thi đấu một trận giao hữu với đội tuyển quốc gia Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Tròn 8 tháng sau, Denison Araujo, người từng cùng Selecao lên ngôi tại World Cup 2002, gia nhập xi măng Hải Phòng. Tuy chỉ gắn bó với đất cảng vỏn vẹn 22 ngày và thi đấu hơn 50 phút, nhưng anh vẫn kịp để lại dấu ấn của mình bằng một pha đá phạt tuyệt đẹp. Không chỉ nổi bật về mặt hình ảnh và truyền thông, các ngôi sao người Brazil cũng thực sự hiệu quả nếu tính trên phương diện thành tích. Thống kê chỉ ra rằng, trong 15 mùa bóng gần nhất, đã có tới 7 lần danh hiệu vua phá lưới được trao cho các cầu thủ Brazil, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ngày nay, những ngoại binh tới từ quốc gia Nam Mỹ này đang ngày càng tăng thêm, kể cả về số lượng lẫn chất lượng. Tại V-League 2021, 21 trên 43 ngoại binh được các câu lạc bộ đăng ký là người Brazil, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 50%. Những cầu thủ này đa phần là những tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công, chỉ trừ một số trường hợp cá biệt như Wesley của Nam Định hay Gian Clesio của Đà Nẵng. Bên cạnh đó, họ còn cực kỳ đa dạng về độ tuổi cũng như kinh nghiệm chinh chiến tại V-League.
Ở mùa bóng này, chúng ta có thể được chứng kiến không ít những cái tên còn rất trẻ như Rafael Sơn hay những người mới có lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam như Henrio Araujo và Dario Da Silva. Không chỉ trên tư cách cầu thủ mà những người Brazil còn đang trực tiếp tham gia vào thành phần ban huấn luyện tại nhiều câu lạc bộ Việt Nam. Ông Alexandre Polking đang xây dựng nên một tập thể mạnh mẽ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, cựu hậu vệ Cristiano cũng đang có những bước đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân với việc làm trợ lý của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tại BKM Bình Dương. Bằng cách này hay cách khác, những người Brazil đã và đang để lại những dấu ấn cực kỳ đậm nét của mình tại giải vô địch quốc gia Việt Nam. Quả thực, những vũ công Samba đã trở thành một gam màu không thể thiếu trong bức tranh toàn cảnh của V-League. Họ đã thực sự nâng tầm và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của giải đấu này. Chắc chắn trong tương lai, chúng ta sẽ vẫn còn được thấy họ ra sân và tỏa sáng khắp các sân cỏ tại Việt Nam.